Xin chào anh chị em và các bạn. Chúng ta hôm nay là ngày đầu năm mới, mùng một Tết, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào nhau. Anh chị em có thể lì xì chưa? Rồi bây giờ tôi lì xì cho anh chị em nhé. À bây giờ lì xì thì ưu tiên cho người nam hay người nữ? Người nữ. Rồi. Chúng ta gửi cho nhau những món quà lì xì. Đây, xin gửi cho bạn lì xì năm mới. Năm mới, năm mới. Rồi. Rồi, ở dưới chúng tôi sẽ chuyển sau nhé. Rồi, xin mời các bạn. Chúng ta tạ ơn Chúa đến gặp nhau đây trong ngày đầu năm mới. Ai cũng tươi, ai cũng vui, ai cũng dễ thương. Bây giờ chúng tôi nói người bên phải tôi bạn vô quanh phải nói dễ thương, người bên phải tôi người bên trái tôi người trước mặt tôi người sau lưng tôi và tôi cũng vâng tin tưởng mong rằng mỗi người chúng ta hôm qua mình nói về ai chính xót thương. Hôm nay mình nói về chữ dễ thương để bước sang năm mới mỗi người chúng ta đều thấy mình dễ thương. Rồi Chúa nhìn xuống cũng thấy mình dễ thương. Rồi ông chồng mình ông nhìn mình nó bảo năm nay em thật là dễ thương. và ông chồng bây giờ thì mình cũng nói với ông là anh à năm nay anh thật là hai đứa mình cùng sướng lắm sướng với cái niềm vui sướng ấy chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Để làm dấu chỉ xác định các đại lễ
ngày và năm. Đó sẽ là vầng sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng. Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày. Vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu kết vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai cho anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quăng vào lò, mà anh em còn, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và Đức Công Chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Các bạn nào có biết hát cái bài ta 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 chị em
người thứ hai tin là đúng thực sự là bước chân phải, bước chân phải, chân trái rồi ra đường gặp ai thì hên, gặp ai thì xui. Bạn có thể gặp bà bầu thì xui, nhưng mà bà bầu bà hên hay bà xui? Hên. Bà hên, bà gặp cái hên mà bà có bà xui là sao? Cô liếc thân mãi cầu trời mãi mới được đưa con cầu thương trai tạo Chúa. 10 năm nay con đợi chờ việc, còn mới có tin vui được 3 tháng rồi mà mùng một Tết nó đến xuống đất nhà tôi mà tôi bảo là xui à? Bảo là bà bầu xui à? Xui hên quá hên, như chứ không như một mà mấy, một rưỡi thôi, một rưỡi thôi. Đi thưa anh chị em, chúng ta cũng vậy, có những người nói thà mà này còn không có đi chúc Tết được à? Có sao vậy? Nhà con có tang, nhà con có tang, rồi con không biết đi đâu mà cũng không ai biết đến nhà mình. Như vậy người ta có tang người ta buồn hay vui? Buồn. Người ta buồn mình, người ta mong mình đến cho người ta vui, mình lại không đến thì người ta càng buồn thêm. Tại sao lại tin tin cái gì? Tin cái gì thưa anh xem? Mình cứ nghĩ là người chết là tan chế, là buồn phiền, là thế này thế kia. Vậy mà lại dám hát rằng khi Chúa thương gọi con về, nó bảo từ ra con đứng hát vậy ta, đừng hát sao? Nó là khi Chúa thương gọi vợ con về, lòng thương vân hoan. Đi lên xem, mình phải thấy được rằng là đối với Chúa tất cả đều là hồng ân, tất cả đều là dấu chỉ ân huệ mà Thiên Chúa trao ban. Cho nên ngày đầu năm anh chị nghe lời của Chúa, bài đọc một: Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này. Mà Thiên Chúa dựng nên rồi thì có cái gì gọi là không hay, có cái gì gọi là không may, có cái gì gọi là xui đâu? Mọi cái đều nằm trong bàn tay của Chúa. Có hay, có tốt thì Chúa mới dựng nên, chứ không lẽ Chúa dựng nên cái không may, cái không tốt là cái gì? Nhưng mà có điều, ví dụ cái dao, tôi chế cái dao để làm cái gì? Thái gì? Thái thịt, thái đồ ăn, cắt trái cây. Nhưng mà bạn là dùng cái dao đó bạn cắt cái gì? Cắt cổ người khác. Và cắt cổ người khác là do bạn sử dụng nó không đúng mục đích, nó mới sai. Cho nên khi Thiên Chúa dựng nên, cái nào nó vào cái nào, cái nào nó vào cái đó, đông nó vào đấy hết rồi. Vì chúng ta thấy rằng khi dựng nên Chúa ấy, Chúa ban một buổi chiều và một buổi sáng, Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Mà nó tốt đẹp rồi, mà tại sao nó không tốt? Là vì do con người nó sử dụng cái tự do của mình, mà thay vì dùng con dao để cắt thịt thì dùng con dao để cắt cổ nhau, thì nó sai, nó lại ở chỗ đó. Cũng là bạn được đồng tiền lì xì. Bạn nào chưa có như vậy? Chưa có đồng thứ hai. Rồi. Bạn được đồng tiền lì xì, thì đồng tiền nếu mà bạn tí nữa ra về, bạn gặp được một em bé, thằng bé âm âm đi vào ngõ nhỏ, tuổi âu thơ đã mang nhiều âu lo. Vì bạn muốn nó khỏi âu lo, bạn này em, đây là món quà Tết, quà xuân cầm đấy em, nó vui lắm. Thì cái cầm tiền ấy, bạn đã làm cho cái phương tiện này đem lại niềm vui cho người khác. Nhưng cũng cái đồng tiền này mà bạn đi ngang qua chỗ đang sóc đĩa, bạn lại lao vào, bạn kiếm chè đã lì xì cho mình được 500, ráng cố để kiếm thêm 500 nữa. Và bạn lao vào, bạn không nghĩ là không kiếm được 500 mà bạn mất thêm 5 triệu nữa. Rồi về nhà bắt đầu vợ chồng cãi lắng nghe bạ nhau, thì cái đồng tiền này nó đã trở thành cái phương tiện xấu rồi. Thế chứ, do mình sử dụng nó. Còn đối với Chúa, Ngài dựng nên mọi sự đều tốt đẹp. Và
điểm thứ hai mà các bạn chia sẻ với nhau ngày hôm nay, như trước đầu lễ tôi có nói, đầu điều chia sẻ tôi có nói với các bạn là chúng ta đã nói về lòng xót thương, còn hôm nay nói về dễ thương. Mà muốn yêu thương thì Phaolô bảo rằng là hãy vui lên, hãy vui lên để ta mặc lên, hãy vui lên. Nếu tháo cái lên vui một cách tự nhiên, liệt sĩ nó vui gì nói, hãy vui lên. Ôi các bạn một lần nữa, anh em hãy vui lên. À, vui lên có phải vì có tiền lì xì không? Vui lên có phải vì được đi chơi không? Vui lên có phải là vì Covid sắp hết không? Vui lên có phải là vì giấy bỏ lách đã đến rồi không? Phải, tất cả đó đều phải. Nhưng quan trọng hơn hết tất cả, hơn cả tiền lì xì, hơn cả giấy bảo lãnh, hơn cả món quà, hơn cả Covid, đấy là anh em hãy vui lên vì Chúa sắp đến rồi. Vui lên vì Chúa đến với ta, vì lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia trên cuộc đời của mình. Mình vui vì nói thật với anh chị em, những người khác muốn có được niềm vui này cũng phải dễ đấy. Đấy, tôi mới gặp một bạn nói em ra, con mới chụp hình hôm nay lên cho thưa tôi đưa bạn con hỏi tôi nó bảo mày đâu mà lâu này tôi mày được rồi đâu hay vậy, mình sẽ đi với thôi, con đi với thôi, còn dễ hiểu gì mà đi được đâu, cái hàng tuyển nha nghe. Tôi hỏi thấy là đó cái niềm vui của mình chứ. Thế có nhiều người cũng muốn đến mà tại vì cái phòng tôi nó nhỏ quá không thể sửa hết được. Vì tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Vừa được. Cho nên là thôi mình hồ nguyện. Biết đâu sang năm như thế này không phải là con trâu nữa mà sang năm là con gì nhỉ? Ý sự nhận. Nhận họ, sang năm con họ. Sang năm con họ. Biết đâu mình có được một ốc làm lòng tư xót. Biết đâu được có một ngôi làm lòng tư xót. Mà nơi đó ngày mùng một mọi người đều có thể đến rồi là hát cái bài trên đường đi lễ xuân đầu năm, có thể hát thực tế giống như các bạn còn nhớ lên giao thừa năm nào và giáo điểm tin mừng không, nếu mùng một mùng hai mùng ba tết không, chúng ta đang tết với nhau tết lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu người từ bắc từ trung từ nam mà họ bỏ nhà cửa họ đến họ ăn tết với chúng ta ở giáo điểm tin mừng, rồi các bạn hát lễ giao thừa, rồi lễ xong bánh trưng, bánh giò, bánh tét, bánh bèo, bánh ngọc, bánh đủ mọi thứ bánh họ đưa hết ra, mọi người cùng chia sẻ với nhau, rồi mùng một, mùng hai, mùng ba họ hành hương đầu năm mới về giao điểm tin mừng, và các bạn đã bỏ hết mọi chuyện để qua đến hát lễ, mà hát với mức độ hôm qua là mới mùng một tết mà còn thảm giọng như vậy, bạn biết là hai ngày nữa thì biết như thế nào, là người nhà dưa phạt dưa rồi với cái thứ mà nứt kẹo đường cái thứ thì nó làm cho mình bị thảm giọng. Nhưng nó vui ở cái chỗ là chính các bạn cảm nhận được các bạn đang được dìm mình vào trong đại dương của Chúa xót xuống, và những người khác nhìn thấy các bạn như thế này, trên màn hình họ nhìn thấy các bạn như thế này, họ cảm thấy các bạn đang đem đến cho họ niềm vui, các bạn đang làm cho thấy được họ cũng dễ thương, họ cũng dễ thương. Và nếu trong năm nay chúng ta chỉ sống hai chữ dễ thương thôi, hai chữ dễ thương thôi, ngay cả gặp Covid-21 đi nữa, Covid-19-20 khó thương, gặp Covid-21 bỏ Covid rất dễ thương, nghe nó một cái nó không quậy nữa, nó ngồi im, nó không chuyển thành cho mình nữa, được không? Còn mình lừng lừng nó ghét nó bỏ ghét của nào trời, sao nó đó là xích sắc luôn. Cho nên mình cứ gặp ai mình cũng nghĩ như vậy, cũng sống như vậy, và trong đầu óc của các bạn thấy là nhìn thấy ai cũng dễ thương, tập khám phá ra cái dễ thương của người đó, trả nghĩa trong một trăm cái. Cái 99 cái khó thương mà không tìm được một cái dễ thương nào, tìm được cái nào dễ thương chứ, phải
ít nhất phải cái lễ nào cũng dễ thương chứ. Không biết là gì được, 100% là khó thương hay sao, thì cứ sống với cái dễ thương đó của người đó, sống với cái dễ thương đó. Và mình cũng vậy, mỗi ngày sáng mùng một bạn sờ gương chưa? Sờ gương chưa? Rồi bạn sờ gương bạn nhìn vào mình, dễ thương đấy á, nhìn thấy mình, thấy mình dễ thương muốn một người khác. Làm sao mà để mà thấy mình dễ thương được? Tôi mà không thương tôi nổi, ai mà thương tôi được? Tôi mà không sưng nổi tôi, ai mà sưng nổi tôi được? Tôi mà không hiểu nổi tôi thì ai hiểu tôi được? Mà thấy không? Cái lúc mình đi đi bảo tôi không hiểu nổi tôi. Bạn mà không hiểu bạn thì ai mà hiểu bạn được? Bạn mà không biết bạn dễ thương thì làm sao người khác thấy bạn dễ thương? Còn cho dù người ta có thấy mình khó thương, mình vẫn biết đến để và cho dù người ta có thấy người ta rất khó thương, nhưng mà người cũng nói với bạn, bạn ơi, dù ai nói đã nói nhiên, tôi đây vẫn thấy bạn rất là dễ thương. Ồ, vậy hả bạn? Thế đó, dễ thương chỗ nào? Thế này bạn thấy không? Bạn có hai mắt đó. Bạn biết cười đó. Bố vậy hả? Bạn cười thì mưa thấy coi. Thì mưa cười thế làm cho người ta cảm thấy người ta dễ thương. Và khi mình làm cho người ta thấy người ta dễ thương thì người ta cũng thương lại mình. Người ta cũng thương lại mình. Mình cứ tìm cách mình chinh phục người ta và cách mình tỏ ra mình dễ thương. Ta bảo mình chẳng. Nếu chẳng thì dễ thương cái gì? Tao dễ thương mình mà mình không thấy tao dễ thương à? Thấy hiểu thế mà mình về thế bộ. Nhưng mà mình cứ làm sao cho người ta thấy người ta dễ thương mà mình chân nhận cái dễ thương đó của họ thì họ cũng bảo ồ ha, có thể hát tao dễ thương mà thật không? Thật á? Mày có nói thật lòng không? Thật lòng không? Ồ thật lắm, thật á? Ồ sao tao cũng thấy mày dễ thương vậy? Có đâu? Có đâu? Có hết bọn luôn đi chứ. Mà tại sao nó không sống với nó? Năm mới nói với chuyện gì xa xôi quá, tôi nói thực tế đi. Và như vậy, Chúa nói với con, đừng lo lắng gì cả. Ngày nào có sự khó của ngày đó. Nhiều người làm cho mình mất dễ thương bởi mình quá lo. Đó là lo bỏ trắng lòng. Tại sao nó lo bỏ trắng lòng hiểu không? Tại sao nó lo bỏ trắng lòng? Đây có bò, nó không cần cái lãi năng mà nó vẫn cứ sống. Lãi năng bò nó vốn chắc rồi. Chứ mình không phải lo là bò nó bò có chắc năng hay không. Vì thế mà khi mình quá lo lắng, nó lo quá làm cho bạn nhìn mặt mà ai đang lo, bạn biết không? Gì? Làm gì mà lo quá vậy? Chán thì nhăn, da thì nhúm lại, mắt thì trắng phết lên, người thì đều là nữa rồi, lo quá. Và khi mình quá lo như vậy, mình còn được cái đất dễ thương đây thôi. Và khi mà tôi lo, tôi thấy ai cũng khó thương. Và lúc tôi nhớ ngày xưa, năm 68, một phần, lúc mà chiến tranh, đạn bắn về vào qua đầu, chúng tôi phải chui dưới cái hầm gần giường rồi. Sẽ có các tiến trình. Thì mẹ tôi vốn là lo, cho nên thấy vậy là kinh hoàng. Thì cũng vừa còn bé mà biết thì đâu, phải đạt nhậu được vui cười. Mày còn sung sướng lắm, mày cười à. Biết cái gì đâu, bà lo, nhưng mình đâu có thấy được. Cho nên bà thấy mình vui và khó chịu, mình quá lo. Cái gì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Bây giờ mình có lo Covid, mình có làm gì được nó không? Không, thế chị em chẳng làm gì được nữa. Chẳng làm gì được cả. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa có tìm ra vaccine nào mà hiệu nghiệm thực sự. Mà có khi còn phát đi ngược nữa. Có người, 19 người đang bị đó vừa mới chích xong ngừa cái con đã chết hết. Thế chị em, mình thấy rõ ràng là con người mình không thể làm gì được. Vậy thì cái mà mình không thể làm gì được thì mình lo để làm cái gì? Chúa bảo, này, nếu mà con lo mà con kéo dài đời sống con thêm được một ngày nữa thì con thấy lo.
mà có được đâu, thì xem có được đâu, thì mình đâu có để làm cái gì. Mình cứ bảo mình cứ lo để làm cái gì, con không biết nhưng mà con cứ lo, con không chịu được thay, con lúc nào con lo, đến con cứ lo, cứ tội nghiệp hơn con người đó. Với người mình, tôi đi Tết, tôi hay đi vòng vòng mấy chỗ nghĩa địa, nghĩa trang, rồi đi sang cái đường tàu, rồi xuống đi cái chỗ mà vùng sâu vùng xa. Tôi thấy rằng là những người nghèo có hiểu sướng hơn mình. Mình cứ lo cái này, lo cái nọ, lo cái kia, tôi gặp nó, sao cười, tặng cái gì đấy cái đó, tặng cái gì ăn cái đó, và cười vô tư một cách rất là vui vẻ. Ngồi ba vai có cổ với nhau, ba vai sáu bảy tám. Còn trong khi đến những người giàu, tôi đến chúc Tết những người giàu, thời năm nay cũng biết là nước tài nó lên giá làm sao. Còn có gì đâu như vậy, thằng Hiếu bị sai, con có 100 hectare ở ngoài Phú Mỹ Hưng, rồi nghe nói của nước nó lên quận thì con lúc sơ ngay 10 hectare, nó bảo là cũng có hành tránh, tôi đi mua, mua xong nó lên giá, mua xong nó chuyển không hành tránh được của nước, chuyển hành tránh sang quận 2. Thế anh xem, tôi thấy rằng tôi đi chúc Tết đầu năm mà gặp càng giàu bao nhiêu càng lo bấy nhiêu. Đúng. Càng làm lớn bao nhiêu thì càng lo bấy nhiêu. Càng cao sức nước thì càng nhiều gian nan. Gặp bảo thời, hồi thuyền lớn, sóng lớn. Bảo thời thiếu đi thuyền bé đi. Tại sao đi thuyền lớn bảo kêu? Mà đi thuyền bé, chúng ta đi thuyền lớn mình không xử được. Chứ mình là khổ mình mà, quá là khổ mình lắm. Gặp tôi bảo, ra, có chồng con đi. Có nói anh ngưng được, anh không ngưng. Đã nhà cửa đất đai chú ăn cho như vậy rồi, từ đây cháu nghĩa có như thế rồi. Có cưng xá, có nhà đầy đủ, xe cộ đầy đủ, con cái học nước ngoài đầy đủ rồi. Vậy mà anh ấy đầu tư cái dự án 800 tỷ, cả 3 năm nay không có làm gì được hết. Chưa làm xong chưa bán được. Nên anh mất ăn mất ngủ, chúng tôi anh đẩy sạc ra. Anh đưa con tưởng cửa anh ấy thế này thế kia. Nói nếu không có án toàn có thì sao? Thì ra nếu mà không làm dự án thì bây giờ thì có sướng biết gì nào, không biết gì nào. Thế là nhìn cái con đi không có nói đi. Chưa có sao được ta. Khổ. Quá khổ đi. Quá khổ đi. Thế thực sự. Anh chị em mình đôi khi mình nghĩ ngược lại. Người ta cứ nghĩ rằng là những người giàu, những đại gia thương cho những người vùng sâu vùng xa, những người nghèo khổ như cố người thân, nói mình ngược lại. Tôi gặp anh chị em nói ngược lại, mình phải thương cho họ. Đêm họ ngủ không yên, tôi gặp một bà ấy là một tay rất là không biết tiền bạc không biết bao nhiêu. Còn cha con có một cái nhà ở đảo Hồ Kim Cương, quận 2, một cái nhà ở Phú Mỹ Hưng, một cái nhà ở bên Washington, một cái nhà ở New York. Rồi bây giờ con khó, không biết xử sao còn, sao, vì con không biết ở cái nhà nào. Khổ. Có nhà mà không biết ở nhà đâu, họ đang ở đường mà ở chút xíu. Thì nó khổ dữ rồi. Thì lên xem, cho nên đôi khi cái theo mình cầu nguyện và hỏi thì có thể theo cầu nguyện cho họ để chỉ có hai cái sự duy nhất để mình không lo được. Đây là liều thuốc tặng cho tất cả những người đang lo, nhất là những người mà giàu có quyền cao chức trọng càng nhiều gia đình càng lo, tặng cho hai chữ TD là ý tin kiến ôi mà tôi là hai chữ tín hát bạn là hát lại của đất an hát lên ngôi nghiệp quốc được hát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cấp để bình an, để khỏi lo, khỏi buồn, khỏi phiền, khỏi bị mất ăn mất ngủ. Khi bác cả thích mỗi kêu, hãy ký thác cái lần tin tưởng và phó thác cuộc đời của mình cho chú. Năm mới này có năm trâu, năm bò, năm heo, năm gà, mỗi năm gì thì năm, mình chỉ có năm lòng thương xót, muốn con gì thì con ở trời xanh, vì là có lòng thương xót sướng được cái đó. Cho nên người ta muốn đâu thì nó kết lại, còn mình ý thác tín thác đường đời của mình, cuộc đời của mình vào bàn tay Chúa, không phải ngồi thế vậy. Nếu mà như vậy chẳng ai làm, chẳng ai dạy, nhưng vì Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên mày dám tín thác vào ta thì ta dám ra tay. Sao còn chưa ra tay thì nó chưa, mà đến sau Chúa chưa ra tay thì con chưa tín thác, con chưa tín thác thì Chúa chưa ra tay. Chúa sẽ ra tay nếu con tín thác, con mà tín thác thì Chúa sẽ ra tay. Amen. Bây giờ chúng ta cùng hát bài mừng xuân mới nha, để xem về đi chúc Tết với gia đình, với người thân của mình. Tiền có chưa? Chưa. Rồi, chưa có tí là ngoài cửa, tôi đứng ở ngoài cửa, tôi chờ đi cửa hàng nhé. Được chưa? Nhớ nhá. Rồi, đây mình hát bài mừng xuân rất vui tươi lên. Đây. Chuyện đạo, chuyện đời, thứ 6, 12 tháng 2, 2021, mồng 1 Tết. Thưa anh chị em, với tràng pháo xuân vừa mới nổ vang, với những đồng tiền lì xì vừa mới được tung lên, và với niềm hân hoan, chúng ta
cùng chúc mừng năm mới. Happy New Year. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân xuống trên tất cả anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn năm mới tràn đầy ân phúc, ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Gioan Phaolô II, Thánh Faustina và Thánh Giuse trong năm đặc biệt Thánh Giuse. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, anh chị em quy tụ bên nhau để cầu bình an năm mới. Chúng ta nghe nhiều câu chuyện, trong đó chuyên đạo trên đời ngày hôm nay xin gửi đến anh chị em câu chuyện của Thánh Melesio kính ngày 12 tháng 2. Thánh Melesio được kêu gọi coi sóc giáo hội Chúa Kitô ở thế kỷ thứ tư. Những cuộc bách hại thảm khốc của người Roma đã qua. Và vào năm 315, Hoàng đế Constantino đã thừa nhận Kitô giáo là một tôn giáo hợp pháp. Vậy, điều gì đã làm cho sứ vụ của giám mục Melesio trở nên khó khăn? Có nhiều cơn giông tố đã tích tụ bên trong giáo hội. Số người tin nhận theo Công giáo, số khác theo bè rối Ario. Ario là một bè rối phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Một số người đã tin vào sự nhầm lẫn này, bởi vì lúc đó sự phân chia chưa được các giới chức trong giáo hội phân định rõ ràng. Giám mục Melesio yêu mến giáo hội và luôn luôn theo sát những giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngài tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và hiểu rằng giáo hội sẽ phải tuyên bố một cách minh bạch Chúa Giêsu là ai. Năm 361, Melesio được chọn làm giám mục thành Antiochia. Những người theo bè rối Ario không hài lòng, chống đối. Trong suốt 20 năm, Melesio là một giám mục kiên nhẫn và giàu lòng bác ái, giàu lòng thương xót. Nhưng những người không chấp nhận Melesio làm giám mục đã gây cho ngài vô vàn khó khăn. Melesio đã thường phải chạy trốn giám mục mà phải chạy trốn vì họ muốn chiếm lấy chức vị giám mục giáo phận của ngài. Nhưng Thánh Melesio là một giám mục nghiêm túc đích thực. Ngài đã hết sức nhẫn nại chịu đựng để sớm trở về. Khi Hoàng đế Valencio băng hà năm 378, bè rối Ario cũng ngưng lại những cuộc bách hại giáo hội. Năm 381, công đồng Constantino danh tiếng, một công đồng chung cho cả giáo hội toàn cầu, được triệu tập. Các giám mục muốn bàn về những chân lý đức tin quan trọng. Giám mục Melesio được trao cho trách vụ khai mạc công đồng và trực tiếp chủ tọa các buổi họp. Và ngài đã qua đời ở đó, tại một trong các buổi họp, trước sự thương tiếc của tất cả các giám mục. Các vị thánh danh tiếng như Thánh Gioan Crisostomo và Thánh Gregorio Nyssa đã tham dự đám tang của ngài cùng với tất cả các giám mục tại công đồng. Dân thành Constantinople cũng đã đổ dồn về tòa giám mục. Thánh Gregorio Nyssa đã thuyết giảng trong thánh lễ an táng. Ngài nói về vị giám mục đầy hiền lành, nhân hậu giống như Chúa Kitô mà mọi người đều yêu mến. Sau cùng, ngài kết luận ai yêu mến giáo hội thì cũng yêu mến Thánh Melesio. Thánh Gregorio Nyssa cũng đã đề cập đến sự bình thản. Sự bình thản và nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm hy vọng của giám mục Melesio. Cả đến giọng nói đáng yêu và phong thái dịu dàng của ngài. Thánh Melesio về trời ngày 12 tháng 2
năm 381. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 2 trùng với ngày mùng 1 Tết, chúng ta mừng kính Thánh Giám mục Melisio. Ngày đầu năm mà nghe, mà gặp gỡ được một con người thánh thiện, luôn luôn thân thiện và tốt bụng với hết thảy mọi người. Luôn luôn thân thiện và tốt bụng với hết thảy mọi người. Nhiều người cho rằng đời sống của thánh nhân tuy nghiêm nghị nhưng chưa bao giờ mất đi sự hiền từ nhã nhặn. Đây là tiêu chuẩn thực tế minh chứng lòng tốt của Melisio. Thưa anh chị em, một vị giám mục mà luôn luôn bị bè rối, nó chống đối suốt cả mấy chục năm trời. Một người giám mục mà cứ phải chạy trốn vì người ta muốn tìm mọi cách để người ta chiếm ngai tòa giám mục của mình. Một vị giám mục mà phải điều hành một cách cương quyết, cứng rắn với những người chống đối, nhưng lại vẫn hiền từ, nhân từ, độ lượng với họ. Khó. Thường thì chúng ta có những người quá nghiêm khắc, quá rét lô, quá luật lệ, quá nghiêm nghị, cho nên những người dưới rất sợ. Có những giám mục mà những linh mục và những người giáo dân không dám gần gũi vì quá nghiêm, quá sợ. Hoặc là mình lại quá nhân từ, đôi khi quá dễ dãi, làm cho công việc nó không có chạy, làm cho người khác đâm lờn mặt coi thường. Làm sao mà người mục tử ấy, người giám mục ấy như là giám mục Melisio, thân thiện, tốt bụng, nghiêm nghị nhưng không mất đi sự hiền từ, nhã nhặn. Đối với công việc thì phải là công việc, nhưng đối với con người thì phải đối xử bằng cái tâm chứ không phải chỉ bằng cái lý. Có những người quá lý trí, quá lý luận, quá nệ luật mà làm khổ cho những người dưới, khổ cho những con chiên bổn đạo của mình. Có những người thì quá dễ dãi, quá sởi lởi, hóa ra công việc nó không đi đến đâu cả, nó cứ lùng bà lục bùng. Làm sao thánh là một người sống quân bình, quân bình giữa lý trí và tình cảm, và nhất là trên hết để cho đức tin soi sáng hướng dẫn, để mình luôn luôn có lòng thương xót. Dù gì đi chăng nữa cũng phải được biểu lộ, diễn tả hoặc là thúc đẩy bởi lòng thương xót. Nếu có phải kỷ luật, nếu có phải nhắc nhở, nếu có phải cảnh báo, cảnh giác, cảnh cáo, thì cũng làm với tất cả lòng thương xót, chứ không phải làm để cho mình nhẹ gánh, làm để cho mình thoát trách nhiệm, làm để cho mình phủi tay, xong rồi tôi đã làm hết trách nhiệm rồi, còn anh sống chết mặc anh sống sao kệ anh. Không, thưa anh chị em, người càng lãnh đạo đúng với tinh thần của Đức Giêsu, người mục tử nhân lành, là người mà xót thương, có lòng xót thương. Càng những con người mà chống đối mình, càng những con người mà họ ngang ngược, thì mình càng phải có lòng xót thương, chứ không phải có thành kiến, chứ không phải có ác cảm, chứ không phải là loại trừ. Thường thì ta dùng cái phương pháp loại trừ là an toàn. Loại trừ, đúng luật, cắt. Sai, phạt, sửa. Còn đúng thường, nếu cứ như vậy thì chúng ta thấy có hơn gì người thế gian. Con cái của lòng Chúa thương xót, những người mục tử của lòng thương xót Chúa là những người mục tử mà dẫu nó thế nào đi nữa vẫn tìm mọi cách để cứu, để vớt, để chữa, đi tìm kiếm những con chiên lạc, đưa về ràn này, chứ không phải là con chiên mà nó mới ngo ngoe một tí là mình dập, mình xua trừ, mình loại trừ nó, không cho nó con đường sống, không cho nó con đường quay trở về. Một vị giám mục hiền từ nhã nhặn là cách thế chứng tỏ tình yêu của thánh nhân đối với Chúa Giêsu, chứng tỏ tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu bằng cách đối xử hiền từ nhã nhặn với những người dưới mình, với những cố gắng bé nhỏ. Thưa anh chị em, trong năm mới này, mỗi người chúng ta cùng tạ ơn Chúa và xin Chúa cho mỗi người
lúc nào mình cũng được như ngày mùng một Tết, tức là lòng mình vui. Mùng một Tết mà ra mà gặp mặt hầm mập mà nhanh nhanh nhó nhó, gặp mà bí xị vào sao mà suối quẩy quá vậy. Cho dù có buồn, có chán, có thất vọng, có thế nào đi chăng nữa, thì ngày mùng một Tết người ta cũng đưa ra những cái gì tốt nhất, cái gì đẹp nhất, những bông hoa tươi nhất, những món quà dễ thương nhất, những bông hoa nở xinh xắn nhất, và những bộ quần áo đẹp nhất ta đưa ra để làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho con người, cả về bên ngoài lẫn bên trong. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta giữ được cái nét đẹp đó, giữ được cái lòng vui tươi, phấn khởi, hy vọng trong ngày đầu năm này, để phát xuất từ lòng thương xót Chúa trong suốt năm này, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của chúng ta cũng vui cười, tươi tắn, nhã nhặn, tử tế, nhưng vẫn làm đúng nguyên tắc, đúng trật tự, đúng những cái quy định. Đồng thời cũng biết tùy theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh để mình ứng xử sao cho diễn tả được lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng với chúng tôi ta kết thúc buổi chia sẻ chuyện đạo chuyện đời này bằng lời cầu nguyện và bài hát Ngày Đầu Xuân Con Dâng Lên Thiên Chúa Chí Tôn. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa ban cho chúng con thêm một tuổi mới. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con một mùa xuân mới, mùa xuân của lòng Chúa thương xót. Có Chúa là có mùa xuân, có Chúa là có lòng thương xót. Và xin cho mỗi người chúng con trong năm mới này mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, và mở lòng ra biết xót thương anh chị em của mình. Noi gương của Thánh Meleggio luôn luôn tươi vui, nhã nhặn, tử tế, nhân từ, dịu dàng. Đó là cách chúng con tỏ lòng thương xót, đó là cách chúng con thực hành lòng thương xót của Chúa, và đó là cách chúng con loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong năm mới này tràn đầy bình an, niềm vui, ân sủng, lòng thương xót Chúa. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha chi lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha chi lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần che ban cho thế gian thấy đường tôi lối đi. Thánh thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình. Chúa dụng tình thứ tha, thầm giáo Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha.
Sống Đúng Sống Đẹp, thứ sáu 12 tháng 2 năm 2021. Sống Đúng Sống Đẹp, thứ sáu 12 tháng 2 năm 2021, mùng 1 Tết. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người nông dân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhấp chén đầy vơi chúc người người vui. Muôn lòng sao xuyên duyên đời. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cùng nâng ly rượu mừng, chúc mừng nhau năm mới vui tươi, bình an, hạnh phúc và tràn đầy ân sủng từ lòng thương xót của Chúa, qua lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina và Thánh John Paul II. Happy New Year. Hôm nay chúng ta bắt đầu một năm mới. Cũng có những người bước vào năm mới lại lo lắng, không biết năm nay sẽ như thế nào, gia đình tôi có được bình yên hay không, công việc làm ăn có gì trục trặc hay không. Và nhất là câu hỏi mọi người trên thế giới đều thắc mắc, bao giờ đại dịch chấm dứt, bao giờ virus corona bị tiêu diệt. Chỉ có tiêu diệt được virus corona thì mới bình an. Còn nếu chế được vaccine, mới vaccine ngừa được chủng 1, thì người ta đã chế ra vaccine, thì người ta đã chế ra cái con virus mà chủng 2 rồi. Mà bây giờ lại chạy theo nó ngừa chủng 2, vừa mới chế xong vaccine thì đó khi nó, người ta lại chế ra chủng 3. Có khi cái con virus nó không tự mình nó biến sang từ dạng chủng 1 sang chủng 2, nó không thể tự biến được nếu không có sự tác động của con người, có bàn tay của con người tác động trong đó. Mà cái bàn tay đó do một cái tâm độc, không có lòng xót thương. Cho nên chỉ khi nào mà ta cầu nguyện cho cả thế giới này, cho mọi người đều cảm nhận được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, thì lúc đó chắc chắn chẳng có ai hơi đâu mà chế ra những cái thứ độc hại. Hết virus corona, tới bom nguyên tử, tới bom vi trùng, tới vũ khí hạt nhân, rồi đủ thứ khác.
con người ta không chết vì virus corona, cũng chết vì bom nguyên tử, cũng chết vì bom đầu đạn hạt nhân đủ các thứ. Có những nước mà cái ngân quỹ dành cho quốc phòng nó chiếm cả hơn một nửa. Còn giáo dục, y tế, hai cái đó là chính yếu. Giáo dục, y tế thì có một tí xíu 1%. Trong khi đó, quốc phòng tới 70-80%, thưa anh chị em. Như thế thì làm sao mà không lo? Như thế thì làm sao mà có bình an? Như thế thì làm sao mà chúc Happy New Year được? Làm sao happy được? Làm sao hạnh phúc? Làm sao bình an được? Khi con người không có lòng thương xót. Khi tôi không có lòng thương xót thì tôi làm cho người khác không happy, không hạnh phúc được. Khi tôi không có lòng thương xót thì tôi làm cho người khác không có bình an được. Mà khi lòng tôi mà thiếu vắng lòng thương xót thì chắc chắn là bất an, bất hạnh, bất bình, đủ mọi thứ bất mãn. Bất an, bất hạnh, bất bình, bất mãn, đủ mọi thứ bất nó nằm ở trong tôi. Cho nên năm mới này anh chị em tha thiết cầu xin Chúa cho mỗi người được thấm nhuần lòng thương xót Chúa, được diêm minh vào đại dương lòng thương xót Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa nói là để cho Chúa lo mà mình không có chịu, mình không có tín thác, đừng lo lắng ngày mai. Ngày nào có sự khó của ngày đó. Và không phải như vậy rồi Chúa để cho mình cứ có sự khó, nhưng mà Chúa bảo ơn ta đủ cho con. Nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Con tin thế nào con được như vậy? Tin vặn hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Ai bỏ cha mẹ, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả vì ta và vì tin mừng thì được gấp trăm cùng với những bách hại, nhưng mà phải được gấp trăm này kia. Mà thực tế là như vậy, chứ không phải Chúa là người hứa quậy, hứa lèo, hứa hảo. Cho nên điều quan trọng là anh chị em tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Năm mới, anh chị em biết năm nay người ta gọi là năm gì không? Năm Tân Sửu, tức là năm con trâu. Con trâu là một con vật gắn bó với con người, luôn đi chung với con người, luôn làm theo ý của chủ mình. Như ca dao người xưa thường nói là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Nghe nó ná ná giống như là qua thập giá đến vinh quang. Không chịu khó nhọc làm sao có ngày phong lưu. Paulo bảo không làm thì đừng có ăn. Nếu ăn không người rồi dây mình vào đủ mọi thứ chuyện. Cho nên trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Có sự gắn bó chia sẻ của con người với cả con vật nữa. Cho nên người ta nhân cách hóa con trâu như là một loài hiểu biết, để có thể nói với trâu như nói với người bạn. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cấy cày nối nghiệp nông gia. Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công? Khi nào cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Anh chị em thấy không? Đồng lao cộng khổ. Lúc khổ có nhau thì lúc mà vui hưởng hạnh phúc cũng phải có nhau chứ. Bắt trâu đi cày với ta, trâu ơi ta bảo trâu này, trâu đi cày ruộng, trâu cày với ta. Xong rồi lúc mà ngon lành thì bao nhiêu lúa ăn được cỏ cũng sơi luôn để trâu nó chết đói à. Còn khi nào cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Vẫn còn chưa ngọn cỏ cho trâu ăn. Có người ta nhiều khi cặn tàu rau máng quá, cặn tàu rau máng quá, truy cùng đuổi tận quá,
lúc nào cũng gì đó cáo tội, tố tội, hạch tội mà không bao giờ truy công cả, toàn là truy tội không à. Thế anh chị em thấy không ạ? Những cái điều tốt lành người ta làm cho mình chẳng có nhớ. Những cái điều tốt lành con trâu nó làm cho mình không có nhớ. Nhưng mà mình chỉ quất bắt trâu nó cày đến lúc mà mệt xỉu luôn, rồi chẳng có gì cho trâu ăn cả, lấy sức đâu nó cày. Vì thế mà Thiên Chúa của chúng ta không muốn chúng ta làm mà không có niềm tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa, cố gắng hết sức của mình và đồng lao cộng khổ chia sẻ với nhau. Như thế thì chúng ta sống trong năm mới này trong niềm bình an, tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Lúc đó ta mới có được sự bình an, gia đình hòa hợp với nhau, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi cày. Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Và biết đêm qua đêm 30 anh chị em làm cái gì? Người ta bảo đêm 30 co cẳng đạp thằng Bần ra cửa, sáng mồng 1 giang tay bồng ông Phước vào nhà. Đêm 30 co cẳng đạp thằng Bần, thằng nghèo ra cửa, sáng mồng 1 giang tay bồng ông Phước vào nhà, đón ông Phước vào nhà. Nếu mà mình không dám mạnh dạn co cẳng đạp thằng Bần ra cửa, đêm 30 các bạn có co cẳng đạp cái thằng Bần cùng, mà thằng Bần cùng này nó còn ghê gớm hơn nữa, đố cho em biết đạp vào thằng nào. Bần cùng chưa phải là rất là ghê đạp nó, cái thằng mà nó làm cho mình bần cùng, làm cho mình khốn khổ khốn nạn là thằng gì? Thằng Chúa mà nó ở dưới, nó chui lên đó. Nào, Satan. Đêm 30 co cẳng đạp Satan ra khỏi cửa, khỏi cửa lòng mình, đạp nó ra. Satan là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi, đạp nó ra. Ganh tị, ganh tuông, rồi giận hờn, rồi buồn phiền chán nản, đạp nó ra, tống cổ nó ra. Đêm 30 tống hết tất cả những cái gì thuộc về ma quỷ bóng tối sử dụng, tống hết nó ra. Và sáng mùng 1 giang tay bồng ông Phước vào nhà. Còn chúng ta thì đã đón ai vào nhà rồi đó, có nghi thức chúng tôi đó mấy bao nhiêu năm rồi đó. Sáng mùng 1 giang tay đón lòng thương xót Chúa vào nhà. Đêm 30 co cẳng đạp Satan ra khỏi cửa, sáng mùng 1 giang tay đón lòng Chúa thương xót vào nhà. Như thế bảo đảm với anh chị em năm mới tâm hồn mình bình an, gia đình mình bình an, cộng đoàn mình bình an. Mà nếu như thế thì thế giới mới bình an được. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân là thân mình phải tu. Thân mình tu bằng cách là tống Satan ra, đón lòng thương xót vào tâm hồn mình, thì gia đình mình sẽ được tề, tức là được bình an. Thân mình tu rồi thì gia đình mình sẽ bình an. Lúc đó trị quốc là quốc trị, quốc gia cũng được bình an, và thiên hạ mới thái bình. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ phải bắt đầu từ trong tâm hồn mình, gia đình mình, đất nước mình, rồi đến cả thế giới này. Mỗi tâm hồn đón lòng Chúa thương xót vào nhà, cả gia đình đón lòng Chúa thương xót vào nhà, cả đất nước này đón lòng Chúa thương xót, và cả thế giới này đón lòng Chúa thương xót vào trong gia đình, tâm hồn của mỗi người. Cả thế giới này để lòng Chúa thương xót nghị trị thì chắc chắn thiên hạ sẽ thay bình.
nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực. Nhân loại ngày hôm nay chỉ có được bình an đích thực khi họ quay về hay là đón nhận lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Nhật ký lòng Chúa thương xót lên hình tôi của Thánh Faustina. Chúa nói với Faustina chắc chắn như vậy, như đinh đóng cột. Mà bao lâu người ta thay vì đón lòng Chúa thương xót thì cứ đón tiền tài, danh vọng, của cải, chức tước, quyền lực. Đấy, anh chị em thử làm bài toán thử. Làm bài toán thử là hai cái món này họ đón cái nào? Tết cứ thử từ đứa bé đến người lớn. Thử làm bài toán thử đầu năm. Này, con lì xì cho con lựa chọn. Nó lấy bên tay phải hay tay trái? Tay trái. Tay trái là tiền. Tiền, danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị. Còn bên tay phải là lòng thương xót Chúa. Phúc thay ai xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Hai cái này đem lên bàn cân, nói cái này nhiều hơn, này nặng hơn. Nó chìm xuống, nặng bao nhiêu chìm xuống, nhẹ bao nhiêu nó nâng lên. Anh chị em muốn lên hay muốn xuống? Trả lời. Thực ra ai không muốn lên, ngu gì muốn xuống. Muốn lên lương không? Dạ muốn. Muốn lên chức không? Dạ muốn. Muốn lên hương không? Dạ muốn. Muốn lên đời không? Dạ muốn. Càng nhẹ bao nhiêu thì lên cao bấy nhiêu. Mà lại sợ xuống, nhưng mà lại cứ thích tiền. Càng nhiều tiền thì càng nặng, càng nhiều danh vọng thì càng nặng, càng nhiều quyền lực thì càng nặng. Mà càng nặng thì càng xuống, càng chìm xuống. Càng nhẹ bao nhiêu càng lên bấy nhiêu. Thì hãy đón nhận lòng Chúa thương xót đi. Đón nhận lời Chúa đi. Thưa anh chị em, tại sao mình lại cứ thích cái này? Để rồi lo lắng, bối rối, xôn xao làm cái gì? Đầu năm đưa hai cái này ra, rồi đưa cho bạn trẻ, hỏi coi bạn trẻ chọn cái nào. Bạn trẻ chọn cái nào? Này nhìn nó hình thì cũng đẹp, lời cũng hay. Phúc ai xót thương người được Chúa xót thương. Cha cái này, này rồi mình đi vô cửa hàng mình đưa cái này rồi họ có trừ tiền không cha? Vô siêu thị đưa cái thẻ này coi họ có bớt không? Có này là thẻ thành viên. Có này thẻ thành viên này có bớt này miễn phí luôn á. Nhưng mà không phải ở cái shopping này vậy. Vậy chạy sang cái shop khác cũng vẫn vậy. Này không xài ông ơi, cái này lạ lắm này, cửa hàng tôi không có. Cầm đi rong rồi hết cửa hàng đi hàng cửa hàng kia. Cha cái này, cha nói xạo quá. Cái này vô cửa hàng nào nó bảo không có. Ở đúng, làm gì có cửa hàng nào mà có cái thẻ này mà miễn phí. Bảo đâu, chảnh. Chảnh á. Nếu mà con sống cái này nè, phúc cho biết xót thương người thì sẽ được Chúa thương xót. Con cầm cái này con đưa ông Phêrô, ông bảo vô miễn phí hoàn toàn. Miễn phí hoàn toàn. Chả có đồng tiền ở trong đây cả. Thì được miễn phí. Con cấm này, ông Phêrô bảo này nhiều ít quá, về tưởng ngon lành, lại đi mánh mung rồi chôm chỉa các thứ, thêm một sấp nữa, ông vẫn bảo ít quá. Lại kỳ cục đưa lên, mồ hôi mồ kê đổ ra, ông bảo vẫn còn ít. Ông bảo hỏi thưa Phêrô, thưa ngài, bao giờ mới đủ để con có thể vào được nước trời? Không bao giờ đủ, vì lòng con nó có đủ bao giờ đâu. Lòng tham của con nó có bao giờ đủ đâu. Bao giờ con tự thấy đủ, con vào được nước trời. Mà sao có thằng kia nó cầm cái này nó vô ngon rơ vậy? Mà của con đâu? Trời ơi, cái năm Tân Sửu ở đó, ông cha Long ông lì xì ông đưa hai cái cho con. Con thấy thằng này cầm đi cửa hàng nào nó cũng đâu có miễn phí, mà con cầm này đi là vô lọt hết, mua cái gì cũng được hết. Rồi con lấy cái này rồi con bỏ cái kia rồi, bỏ đâu rồi? Con biết bỏ đâu đâu. Vì về tìm cái đó đi, về tìm cái đó đi.
về lý cái này này, lấy cái mà con chất bóp cả đời á, lấy cái này, này con đi đổi lấy cái này cho cha. Bảo cái gì? Đổi tất cả tiền tài danh vọng chức tước để con lấy được nước trời, được lời lãi cả mà cả vào thế gian. Đây này, cả vào thế gian, đây là tiền tài danh vọng chức tước để vì lời lãi cả thế gian, mà thiệt mất linh hồn thì ích gì con à? Còn cơ hội, còn cơ hội. Đây là thời của lòng thương xót, mà đến giờ của công thẳng là con không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhớ, nhớ chưa? Nhớ, vậy về đổi đi. Đổi, 1, 2, 3 biết. Giật mình đang nằm trên giường. Một giấc mơ, giấc mơ đêm 30, hoặc là một giấc mộng đầu xuân. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ, trách ai đành tâm hững hờ. Cái mộng chiều xuân, hôm nay chia sẻ với anh chị em cái mộng chiều xuân, trách ai đành tâm hững hờ, trách mình đành tâm bỏ Chúa, hững hờ với lòng thương xót Chúa, để rồi cuối cuộc đời của mình đánh mất mùa xuân vĩnh cửu, đánh mất mùa xuân thiên đàng, đánh mất mùa xuân của lòng thương xót. Tỉnh ngộ, bừng tỉnh cơn mê, giống như anh lính dù mơ, anh bừng tỉnh cơn mê, cơn đại mộng này. Nhiều người vẫn còn đang sống trong cơn đại mộng, có là nghĩa là vẫn còn đang mê, không phải mơ mà mê. Mơ nó còn mơ mơ màng màng, còn mê là lú lẫn luôn, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, đâu là tối, đâu là sáng. Vì cái đồng tiền nó làm cho mờ mắt mê, tiền của làm cho mờ mắt mê. Lòng thương xót Chúa thì hờ hững, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu tiên ai thấu trăng, lòng tha thiết theo tiếng đàn. Vui ơn sáng thơ những ngày mong chờ, ái ân kẻo tàn ngày thơ mơ, ái ân kẻo tàn ngày mơ. Yêu thương đi, kẻo tàn, mà nó tàn rồi cuối cuộc đời mình ân hận áy náy nuối tiếc không còn kịp nữa đâu thưa anh chị em. Vì thế mà bây giờ những giây phút này đây, ngày đầu năm đây, mỗi người hãy lựa chọn đi, lựa chọn, lựa chọn lòng thương xót Chúa. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lựa chọn đi. Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, như là công chính, bình an, hoan lạc trong Thánh Thần. Lựa chọn đi. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Chọn đi. Chúa, mẹ, các thánh, hay là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Lựa chọn đi. Lựa chọn đi thưa anh chị em, để mình biết được rằng là tôi đang lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn tiền của, lựa chọn sự sống đời đời hay là chỉ lựa chọn sự sống đời này. Lựa chọn một cái hạnh phúc mà mọi người mong chờ, đó là hạnh phúc đời đời, hay là lựa chọn cái hạnh phúc mà người ta cho rằng tiền tài danh vọng chức tước địa vị là hạnh phúc. Vì thế mà người thế gian còn nói được một câu, đó là gì thưa anh chị em? Trần Tế Sương nói rằng là bắt chước ai ta chúc mấy lời, chúc cho khắp hết ai trong đời, vua quan sĩ thứ người trong nước, ăn ở sao cho ra cái giống người, ăn ở sao cho ra cái giống người. Sống là một con người, một con người đích thực là một con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.
Cho nên nếu mà không thì người ta chỉ dừng lại ở những cái mà bảo rằng là lặng lặng mà nghe nói chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, sống lâu có hạnh phúc không. Người ta thường nói là đa thọ đa nhục, càng sống lâu càng thấy nhục. Hoặc có câu là trẻ khôn qua già lú lại. Đã lú lại thì sẽ bị con trẻ chê bai, lú lại tất không thể trốn đâu được cái nhục. Không thiếu gì cái ông già bà già đang bị bỏ rơi, sống trong cảnh tủi nhục của tuổi già. Ít có người già nào mà nói rằng mình được hạnh phúc trong tuổi già. Tôi đi thăm các viện dưỡng lão thấy rõ, đi vô thăm các nhà hưu, các cha già thấy rõ. Và đến các gầm cầu, đến cái ven đường, đến những cái kinh nước đen, những người già mà neo đơn, vô gia cư, con cháu bỏ rơi, thấy rõ. Ai, cha ơi, khổ lắm. Chúa đâu có đến bằng con đường sang trọng vậy. Tuổi già mà mình yêu thích đi sang trọng như vậy, sống lây lất mới bảo rằng nó lại nhờ chúc nhau cái sự sang. Không thì con đứa chết thì buôn tước, cho nên đứa buôn quan. Cái danh tiếng vang đừng buôn bể làm cho người ta được hạnh thì mới nói. Còn duyên đây là một tượng tô vải thấy là cái ông hết duyên như tổ ông ta một người giàu có. Còn mọi người duyên hoan nghênh, được nếm đủ, mọi duyên, thứ khoái lạc trên đời thì đã thú nhận rằng một nếu anh có thể đọc được trong tâm hồn còn duyên kẻ đó, anh sẽ rung mình. Hết duyên đi sớm này, không có mình. Vật nào ai dám bảo mình còn duyên mãi. Người ta tưởng tôi sống hạnh phúc, thật ra còn bia thì bao giờ được sung sướng, dầu trong một giờ, dẫu trong ngày xưa cầm trẻ đó nha, bây giờ thì cái gì vậy. Ngày xưa răng còn bao nhiêu chứng từ khác. Bây giờ thì chỉ còn có lợi thôi. Lợi thì có lợi nhưng chúng ta thấy, thưa anh chị em, danh vọng như mây khói. Cho nên để cứu vãn tình thế như vậy, vậy thì đâm ra chúc ăn nhau cái gì đây. Thấy được cái bắt tương lai đen tối tuổi già như vậy thì bảo rằng cho khắp hết. Ai ơi chơi lấy kẻ vô quan sĩ thứ, măng mọc có lứa người ta ăn đào sao cho ra cái giống. Chơi xuân kẻo hết xuân đi, sống cái già sống sọc một con nó người. Thì và đúng sau. Như là một người làm vậy thì bây giờ chú. Thôi chúc cho là nhau nó người mới là màn phát tài chú. Tiền vô như nước, có thể còn bảo là tiền vào như là giống cái gì không tự nhiên có thể nước sông hồng cây sinh, còn tiền ra như cà phê cần nhỏ được gieo trong vườn. Nghĩ vậy cần phải là màn phát tài phát lộc, cần phải tâm tưới giống như là vân vân và vân nó lại chúc nhau cái sự giàu trăm ngàn vạn mớ để vào đâu lòng thương. Nhưng mà thử hỏi người ta có tiền có của như vậy mảnh đã chắc là hạnh phúc không, hay là làm nô lệ cho tiền của những lời cầu. Có khi người nghèo mà đêm ngủ khò khò, đêm năm canh ăn giấc ngáy o o, thời thịnh thái bình thịnh vượng cửa thường bỏ ngỏ. Còn bây giờ mình càng giàu càng lo, lo giữ của, rồi lo tiêu của, lo kiếm của, rồi lo xài của, có càng lo thêm được cái gì đâu thưa anh chị em. Cho nên cái ông Pogatti, một người giàu có đã qua đời, thọ 83 tuổi. Ông ta để lại khoảng 4 tỷ Mỹ Kim sau 5 lần ly dị. Trong một cuộc phỏng vấn thì ông đã tuyên bố như thế này: tôi đã mong dùng tất cả gia tài của tôi để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi sợ mình không thành công. Tôi sợ không thể tạo được cái hạnh phúc hôn nhân ấy. Và một lần khác, ông phải thú nhận với một phóng viên là ông đã không đạt được hạnh phúc gia đình. Và một lần khác nữa, ông xác nhận tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Và ông còn tin rằng tiền bạc có bà con họ hàng với nỗi bất hạnh. Tuổi tác, tiền của chúc nhau chưa thấy hạnh phúc, thôi chúc cho được sang, mọi người ca tụng tiếng tăm vang dội bốn bề, được thiên hạ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đi đâu cũng được đón tiếp, được xếp hàng, được vẫy tay vẫy cờ, rồi được vỗ tay, rồi trịnh trọng bước xe hơi xuống, rồi đi vào trải thảm đỏ,
rồi thì tròn thêm một cái vòng hoa nữa, rồi bước lên mọi người tung hô, có khi tung hô đứng trên danh Chúa mà đến không chừng. Không phải chúc là thành ngay, nhưng mà lời chúc ấy như là một hạt giống gieo vào trong tâm hồn mình. Hạt giống bình an, hạt giống hạnh phúc, hạt giống ân sủng gieo vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đây những hạt giống lời Chúa gieo vào, mà phải được thời gian, phải được tưới, phải được gột rửa, phải được chất chiêu, phải được chăm sóc chăm bón. Có nghĩa là phải đem ra mà thực hành lời Chúa. Anh chị em lấy lộc xuân rồi, phải để dán trong nhà, sang năm dán thêm cái nữa, một dán thêm cái nữa. Tôi vô tôi thấy nhà trầu từ năm 2000 đến bây giờ là 15 năm, hay là 25 năm gì rồi đó. Nay là 21 năm, 2000 đến 21 năm. 21 cái lộc xuân. Bảo sao rồi, con chờ thêm mấy chục cái nữa dán vào. Còn nhớ cái nào không? Nhớ gì đâu cha, dán cái mặt sau nó che hết còn gì đâu mà biết. Dán cái mặt lời Chúa đấy xong dán vào như thế hình thôi. Có nghĩa là chả sống gì cả, chẳng chăm, chẳng bón, chẳng tưới gì cả. Thì lấy đâu mà nảy mầm, lấy đâu mà sinh hoa kết trái, lấy đâu mà bình an, hạnh phúc được. Thưa anh chị em, cầu chúc anh chị em đón nhận hạt giống lòng Chúa thương xót và hàng ngày 3 giờ chiều khẩn nài cầu nguyện để xin cho hạt giống ấy được đơm bông kết trái, và hàng ngày đem lòng thương xót ấy đem ra thực hành trong cuộc sống của mình. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa và loan báo lòng thương xót Chúa, như vậy chắc chắn bình an hạnh phúc đến trong chúng ta, gia đình và toàn thế giới này. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Happy New Year.